Xin chào các bạn đến với bản tin thị trường và giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020. Giá vàng trong nước chứng kiến ngày cuối tuần tăng trở lại, mức tăng trung bình từ 50.000 đến 170.000 đồng trên một lượng, tùy vào từng đơn vị kinh doanh. Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội là 43.270.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 43.420.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 170.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng ở chiều bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết là 43.200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 43.450.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội là 43.100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 43.470.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh được niêm yết ở mức 43.100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 43.450.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trên thế giới, giá vàng đã kết thúc phiên giao dịch cuối tuần đêm qua theo giờ Việt Nam tại 1.557,7 đô la trên một ounce, đánh dấu phiên tăng giá trở lại của kim loại quý. Trong phiên trước thời điểm đóng cửa, giá vàng đã có lúc vọt lên 1.561,8 đô la trên một ounce, đảm bảo cho giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.560 đô la trên một ounce, mức giá cao nhất trong 7 năm. Tuy nhiên, giá vàng đang hướng tới mức giảm 0,4% trong tuần tới, trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vừa được Mỹ và Trung Quốc ký kết. Căng thẳng thương mại hai bên đã dịu lại và mang lại những tín hiệu tích cực cho kinh tế thế giới năm 2020. Bên cạnh đó là tình hình căng thẳng tại Trung Đông cũng hạ nhiệt. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 11. Dù vậy, mức lợi nhuận tính trong 30 phiên gần nhất vẫn tăng lên là 81,8 đô la trên một ounce, tương đương là 5,55%. Tại thị trường Cà Mau, cùng chung xu hướng tăng giá, Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng tỉnh Cà Mau công bố lúc 9 giờ. Vàng SJC mua vào 4.315.000 đồng một chỉ, bán ra 4.357.000 đồng một chỉ. Vàng 24K mua vào 4.290.000 đồng một chỉ, bán ra 4.350.000 đồng một chỉ. Vàng 98% mua vào 4.210.000 đồng một chỉ, bán ra 4.290.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang 18K 75% mua vào 3.110.000 đồng một chỉ, bán ra 3.390.000 đồng một chỉ. Và sau đây mời các bạn tham khảo thêm thông tin giá vàng ở một số đơn vị kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 18 tháng 1 năm 2020 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.157 Việt Nam đồng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc có mức giá ổn định trong khoảng từ 78 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi giao dịch tại Hưng Yên hôm nay nằm trong khoảng giá từ 84.000 đồng đến 86.000 đồng trên 1 kg. Đây cũng là mức giá hiện tại tốt nhất trong vùng. Tại Thái Nguyên, giá heo hơi vẫn giữ ở mức thấp 78.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác giá dao động trong khoảng từ 80 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Khu vực miền Trung, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trong tầm giá từ 80.000 đến 84.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận cùng đạt mức 83.000 đồng trên 1 kg. Đây cũng là mức giá heo tốt nhất trong vùng thời điểm hiện tại. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giá heo không biến động ở mức 80.000 đồng trên 1 kg. Ở Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa cùng dừng ở mức 83.000 đồng trên 1 kg. Tại Tây Nguyên, Lâm Đồng vẫn đang ở mức 80.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 18 tháng 1 tại miền Nam giảm nhẹ một chút so với thời gian trước đó.
dao động trong khoảng từ 76 đến 82 ngàn đồng trên 1 kg. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Long đang có mức giá heo hơi thấp nhất toàn miền là 82 ngàn đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh như Cà Mau, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vũng Tàu, giá heo đang được thu mua trong khoảng từ 80.000 đồng đến 81.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Bạc Liêu, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Bình Phước, giá heo đang ở mức thấp hơn 78.000 đồng trên 1 kg. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin thị trường của kênh Netmedia CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá cả hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin thị trường vào ngày mai.